Xin chào cả nhà, Hoài Danh xin đọc truyện tiếp theo trong quyển Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ. Truyện thứ 47, Bác Hồ và đội du kích Bác Bó. Ngày thành lập đội du kích chúng tôi, đội du kích đầu tiên của phong trào cách mạng Cao Bằng do Bác trực tiếp tổ chức và chỉ đạo, rất đơn giản. Không có hội trường, không có diễn văn, không có cờ hoa và cũng không có khách mời. Nơi làm lễ thành lập đồng thời cũng là thao trường ở trên đám ruộng to có tên là Bài Co Nhãn, ở đằng sau lá. Lúa vừa gặt xong, gốc rạ còn cứng. Sự kiện lịch sử này xảy ra cách đây đã gần 50 năm. Tôi chỉ còn nhớ được là vào khoảng tháng 11 năm 1941, tôi được phân công đi đón Bác từ sớm, còn anh Lê Thiết Hùng thì tập hợp cả đội để đón Bác. Lúc Bác đến, anh em đã đông đủ, đội ngũ chỉnh tề. Bác mặc bộ quần áo nùng, đầu trần, khăn quàng cổ, đi giày vải địa phương. Theo sau Bác có tôi và đồng chí Lộc bảo vệ. Đến nơi tôi đứng vào hàng, đồng chí Lê Thiết Hùng dõng dạc hô: "Toàn đội chú ý, lập chính." Lập chính tức là khẩu hiệu nghiêm ngày nay, là một từ Hán Việt chúng tôi vẫn dùng khi tập tự vệ. Chi đội ai nấy đứng nghiêm, chăm chú hướng theo Bác. Anh Hùng hai tay co lên ngang thắt lưng, chạy đến cách Bác mấy bước thì dừng lại, dập gót chân, đứng nghiêm rồi giơ tay chào và báo cáo Bác. "Báo cáo đồng chí, toàn đội du kích đã tập hợp đủ, mời đồng chí huấn thị." Tư thế và các động tác quân sự thành thạo của anh trông rất đẹp, chứng tỏ một trình độ huấn luyện chính quy rất bài bản, làm cho anh em thích thú. Bác nhìn đội du kích tỏ vẻ hài lòng rồi bắt đầu nói: "Tôi nhớ sơ lược như sau. Hôm nay đội du kích Việt Minh đầu tiên được thành lập. Chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và làm tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Có cái làm trước, cái làm sau. Tổ chức đã phát sinh thì phải phát triển. Muốn phát triển được tốt phải qua công tác thực tế mà phấn đấu và rèn luyện. Các đồng chí là những cán bộ trung thành, dũng cảm vì đoàn thể, vì dân, phải đoàn kết, chấp hành kỷ luật đội cho tốt, khiêm tốn học hỏi, giúp nhau thực sự về chính trị, quân sự cũng như trong sinh hoạt. Đối với nhân dân, đội phải như cá với nước, nghĩa là đội như đèn cá mà nhân dân là nước, cá không có nước thì không sống được. Nhật, Pháp là kẻ thù của dân tộc và cũng là kẻ thù công đội trời chung của cách mạng. Chúng luôn luôn rình mò để diệt cách mạng, diệt chúng ta. Ta phải đề phòng và tích cực đối phó sao cho cách mạng và lực lượng vũ trang của mình được an toàn và ngày càng phát triển, cho đến khi có thể diệt bọn chúng, giành lại đất nước. Mặt khác, còn bao nhiêu vấn đề rộng lớn đang chờ các đồng chí, phải cố gắng học trong sách, học trong công tác và trong chiến đấu. Qua một thời gian công tác, các đồng chí phải là những người giỏi về chỉ huy và lãnh đạo, giỏi về công tác. Chúng ta sẽ tổ chức và phát triển nhiều đội du kích không những ở Cao Bằng mà còn ở cả các tỉnh khác. Chúc các đồng chí học tập, công tác thu được nhiều thắng lợi và xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh." Nói xong, Bác đưa cho chúng tôi một tập giấy ghi 10 điều kỷ luật của đội cùng những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đội. Anh Lê Thiết Hùng thay mặt anh em hứa với Bác sẽ thực hiện tốt lời dạy của người và học tập tốt trong đợt huấn luyện này. Tiếp đó anh hô to: "Lập chính!" Mọi người đều đứng nghiêm quay mặt hướng vào Bác. Bác giơ tay vẫy và bảo: "Anh em nghỉ." Tôi chạy ra khỏi hàng định đưa Bác trở lại thì Bác xua tay: "Đồng chí ở lại tập cùng với anh em, mình cùng đồng chí Lộc khắc về, gần thôi." Ngày thành lập đội du kích đầu tiên ở Bác Bó đơn giản như vậy nhưng lại rất trang nghiêm và xúc động. Anh chị em chúng tôi nhớ mãi kỷ niệm sâu sắc đó. Bác đã đích thân đến khai mạc lễ thành lập đội du kích đầu tiên này và đã ân cần chăm sóc dạy dỗ chúng tôi ngay những bước đi chập chững ban đầu. Bác đã đích thân duyệt kế hoạch tổ chức và kế hoạch huấn luyện, đã tự tay thảo ra 10 điều kỷ luật và những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đội. Ngày sáng hôm đó, sau khi Bác đi rồi, buổi huấn luyện đầu tiên bắt đầu thật là hào hứng. Anh Thiết Hùng đứng trước toàn đội hô to: "Toàn đội chú ý, lập chính!" Anh đưa mắt nhìn toàn đội một lượt rồi nói: "Hôm nay là ngày thành lập đội và cũng là ngày bắt đầu huấn luyện. Anh em đồng chí chúng ta đều từng được học qua về quân sự nên chương trình huấn luyện chỉ gọn một tuần." Anh nói qua nội dung rồi tiếp: "Chúng ta học để có sự đồng nhất về mặt kỹ thuật, nắm chắc yếu lĩnh rồi thuần thục dần, để có sự nhất trí về chiến thuật và linh hoạt trong vận dụng, nắm được các quy định về nội vụ, về công tác chính trị trong quân đội. Chúng ta phải cố gắng tập trung tư tưởng học tập cho tốt. Hôm nay mở đầu chúng ta hãy ôn lại các động tác cơ bản cho thống nhất. Các khẩu lệnh thì ta dùng tiếng Việt thay cho từ Hán Việt đang dùng. Mỗi chúng ta vừa là học viên vừa là giáo viên, chúng tôi đã chuẩn bị một số từ để anh em lựa chọn. Dự kiến thay khẩu lệnh lập chính bằng từ im hay đứng im, nghiêm hay đứng nghiêm. Đề nghị các đồng chí góp ý. Định để anh em ôn tập mấy động tác cơ bản một buổi sáng cho xong. Chúng tôi cũng không ngờ rằng vấn đề khẩu lệnh quân sự lại phức tạp đến thế. Buổi tập đầu tiên đã vấp phải ngay vấn đề hắc hú này.
Chúng tôi đã phải tranh luận và tập hô thử nhiều để lựa chọn im hay đứng im, nghiêm hay đứng nghiêm. Chúng tôi nghĩ khẩu lệnh quân sự vừa oai vừa dứt khoát mạnh mẽ. Chúng tôi thay nhau hô từng khẩu lệnh một và đều nhất trí bỏ khẩu lệnh im vì hô lên nghe thấy có cục lũng quá. Sau đó bỏ cả khẩu lệnh đứng im vì âm nó trầm và không vang. Chỉ còn hai từ nghiêm và đứng nghiêm, nhưng việc lựa chọn vẫn chưa ngã ngũ, đành tạm gác lại để chuyển sang chọn những khẩu lệnh khác. Chúng tôi nhanh chóng thống nhất được việc thay đổi khẩu lệnh hướng hữu chuyển bằng bên phải quay, hướng tả chuyển bằng bên trái quay. Những khẩu lệnh bằng tiếng Việt mình sao mà dễ hiểu và thú vị thế. Khi anh em hô bên phải quay rồi nghe thấy vừa oai vừa dứt khoát mạnh mẽ hơn khẩu lệnh từ Hán Việt hướng hữu chuyển. Buổi sáng hôm ấy tiếng hô khẩu lệnh vang cả thung lũng. Chúng tôi tập hô khẩu lệnh rác cả cổ nhưng cũng chỉ thống nhất được một số khẩu lệnh, còn vẫn chưa dứt khoát được nên chọn nghiêm hay là đứng nghiêm. Đến trưa hôm ấy, lúc quay trở về nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục bàn cãi rất hăng và vẫn còn có ý kiến khác nhau. Lúc bấy giờ, bác ở láng 2, anh em ở láng 1, bác và anh em cùng ăn cơm ở láng 1. Gần đến giờ ăn, bác đến. Nghe anh em trao đổi, bác tham gia ý kiến. Từ đúng thì ta dùng, còn bây giờ chưa thấy oai, sau này nghe quen rồi sẽ thấy oai. Cuối cùng, anh em chúng tôi nhất trí chọn từ nghiêm. Quả nhiên, về sau dùng quen, chúng tôi càng thấy thích thú với khẩu lệnh nghiêm đó. Những buổi sáng tiếp theo, chúng tôi vẫn tiếp tục ra bài tập và thảo luận việc hóa các khẩu lệnh từ Hán Việt, thay đổi nhau hô thử kết hợp làm động tác. Các khẩu lệnh chọn dùng được ngay nhưng cũng có khẩu lệnh phải bàn kéo dài. Đặc biệt đối với động tác vác súng thì không những phải bàn bạc về khẩu lệnh mà ngay cả động tác cũng có vấn đề phải tranh cãi. Chẳng hạn về khẩu lệnh hô vác súng vác hay súng lên vai vác hay chỉ hô vác súng là đủ. Cuối cùng qua thực hành thấy có dự lệnh vững hơn. Vì khi tập nếu chỉ có động lệnh không thôi, anh em vác súng lên vai thường chệch chọt. Chúng tôi đã chọn khẩu lệnh vác súng, vác, có đủ dự lệnh và động lệnh. Nhưng về động tác vác súng cũng đẻ ra các vấn đề vác thế nào. Lúc tập, chúng tôi cảm thấy vác theo kiểu Tây có vẻ oai hơn, kiểu khác không hay lắm. Làm đi làm lại động tác, rút cuộc, thấy rằng do cấu tạo riêng, khẩu súng mút cơ tông hay Andosinoa của Pháp có thể vác thẳng, còn các loại súng khác thì phải vác nghiêng mới hợp. Ngay cả vấn đề chào có súng và chào không súng, từ động tác đến khẩu lệnh cũng phải bàn cãi. Có đồng chí bảo chào có súng theo kiểu Tây là oai nhất. Khẩu lệnh chào có súng chỉ cần động lệnh thôi hay cũng cần có dự lệnh. Tranh cãi và tập nhiều ở thao trường mà mới chỉ nhất trí cần có dự lệnh, thì động tác chào mới đều, vẫn chưa nhất trí kiểu chào. Về nhà lúc ăn cơm trưa xong, biết việc đó, bác lại cho ý kiến và làm động tác mẫu trước. Người cầm lấy cây gậy dựng ở vách, ướm đặt bên thắt lưng, bàn tay trái đỡ súng. Mũi về phía trước, bàn tay phải nâng bán súng áp vào thắt lưng. Đường thẳng của súng và người tạo thành một góc nhọn làm thành chữ V. Nhìn động tác chào của bác, một người trong chúng tôi reo lên: "À, chào theo kiểu chữ V, chào theo kiểu Việt Minh." Tất cả phá ra cười, bác cũng mỉm cười. Thế là từ đó chúng tôi thống nhất được kiểu chào có súng. Còn kiểu chào tay không thì không phải là kiểu chào đưa bàn tay thẳng 5 ngón kích lên vành mũ như ngày nay, mà bàn tay phải nắm lại, giơ lên ngang đầu theo kiểu chào trong đảng. Có khác kiểu chào của đảng là chào tay trái. Sau này có đồng chí nói rằng kiểu chào nắm tay phải là kiểu chào thời mặt trận bình dân. Ngày nay vấn đề khẩu lệnh và động tác cơ bản của quân đội ta đã được thống nhất và thành nền nếp. Nhưng cách đây gần 50 năm, trong bước khởi đầu, anh em du kích chúng tôi đã phải mò mẫm khó khăn như vậy. Thiếu tướng Lê Quảng Ba kể năm 1987, Hoàng Thế Dũng ghi: